Xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn đến với kênh YouTube của Rachel Quý. Và ngày hôm nay thì Rachel sẽ được trở lại với một cái video nữa để vẫn tiếp tục nói về chương trình PPP. Và hy vọng rằng quý vị không có bị nhàm chán. Nhưng mà đối với Rachel nghĩ rằng những cái thông tin này rất là quan trọng, vì Rachel giúp cho quý vị bỏ túi vào tiền, của quý vị đấy. Cho nên là nếu như mà có chán thì cũng phải là ráng nghe, là tại vì những cái thông tin này là rất là bổ ích và giúp đỡ cho mọi người nhá. Và ngày hôm nay thì Rachel xin được trở lại với hai tin mà Rachel muốn nói đến liên quan đến PPP. Một tin thì rất là buồn, không có ai muốn nghe, không có ai muốn nói, nhưng mà mình phải nói. Và sau đó thì sẽ có một cái tin rất là vui liên quan đến PPP để chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Một cái tin rất là buồn cho những ai mà đang theo dõi những chương trình PPP, hoặc là đang trong giai đoạn nằm chờ những cái hồ sơ PPP của mình được duyệt, hoặc từ những nhà bank mà quý vị nộp đơn, những cái lenders khác mà quý vị nộp đơn, hoặc là bên Rachel giúp cho quý vị nộp đơn, thì những hồ sơ nào mà chưa được gửi giấy tờ về để mà chấp nhận hoặc là được approve và được ký một cách thành công, thì những cái hồ sơ này vào ngày hôm qua người ta đã hủy bỏ. Có nghĩa là they suspended, họ bỏ qua và họ hủy những cái hồ sơ này. Cho nên là đó là một cái tin buồn. Những anh chị em nào đã nộp đơn mà chưa thành công, chưa ký thì hồ sơ của quý vị đã bị hủy. Một đó là một cái tin rất là buồn mà Rachel cũng không muốn chia sẻ, nhưng mà vì cái trách nhiệm có thể là vậy, khi nói đến chương trình PP thì mình cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Nhưng mà thôi, bây giờ mình nói về tin vui đi. Có một tin rất là vui cũng liên quan tới cái chương trình PPP này, là vào ngày hôm qua khoảng chừng 3 tiếng sau giờ làm việc của SBA, sau khi họ đóng cửa, thì một ông thượng nghị sĩ đã lên tiếng và kêu gọi thượng viện để mà gia hạn thêm cho cái chương trình PPP này. Thì rất may là chương trình này đã được thượng viện thông qua, là sẽ được kéo dài đến ngày 8 tây tháng 8. I'm so happy. Là tại vì trong cái tuần qua nó có rất là nhiều người nghe đến chương trình PPP, những người thợ nail, những người mà 1099, tất cả ngành nghề, và đặc biệt là những người chủ tiệm cũng có. Những người chủ tiệm mà ngay từ đầu họ chỉ có trả tiền cho nhân viên là 1099 thì họ không biết họ có được hội đủ điều kiện để họ có chương trình này hay không. Nhưng mà sau khi thấy bạn bè anh chị em đã được thì bắt đầu họ quay lại và họ muốn nhờ bên Rachel nộp đơn, thì mình chỉ có thể là từ chối thôi. Là tại vì đóng cửa và không ai biết được, là nói chung là tất cả những lenders họ cũng đóng cửa, họ chuẩn bị đóng cửa cho cái ngày 30, và đúng là ngày 30 họ đóng cửa thật sự luôn. Thì có một ông thượng nghị sĩ, ông bức xúc, ông lên tiếng là tại vì cái số tiền của PPP của SBA còn lại rất là nhiều. Cái số tiền còn lại tính đến ngày 30 tháng 6 luôn là còn trên đến 130 tỷ. Tổng cộng cái số tiền của SBA có là 660 tỷ, nhưng mà họ còn là 130 tỷ, rất là nhiều. Nhưng mà chương trình này thì hết hạn để cho người ta nộp đơn, nhưng mà vẫn còn nhiều các cơ sở thương mại và những người làm chủ độc lập họ muốn nộp cho cái chương trình này, tại vì nó là một cái chương trình vay mượn nhưng mà hoàn toàn free 100%, không cần trả lại. Thì bây giờ sao người ta không nộp được, thì đó là một cái tin buồn. Và mà cái số tiền này thật ra là rất là nhiều người đang cần, tại vì nó là cái chương trình mượn nhưng mà hoàn toàn 100% không cần phải trả lại. Chủ yếu là chương trình này để giúp cho các cơ sở thương mại để giữ nhân viên và cũng như là xây sở trong cái thời gian này. Đây là cái Twitter của cái ông thượng nghị sĩ Chuck Schumer. Vào ngày, như quý vị thấy ở đây nè, nhìn thấy mà hả lầy giật mình luôn á. Quý vị thấy cái ngày ở đây á, nó nói là ngày 30 tây tháng 6 vào lúc 8:52 PM, là tối qua vào buổi tối 8:52 PM. Thì ông ta có ghi rằng ở trên cái trang Twitter cá nhân của ông ghi là hôm nay là ngày hết hạn để cho nộp đơn PPP, nhưng mà cái tình trạng của kinh tế vẫn, cái tình trạng thảm họa của kinh tế vẫn chưa được xong. Vẫn not over, có nghĩa là chưa có xong. Thì Senators Cardin
She, Hen, Kunz và tôi sẽ mang vấn đề này lên để nói chuyện với Thượng viện. Và chúng tôi sẽ demand họ pass qua cái bill này, bill để kéo dài cái chương trình PPP này. Và chúng tôi demand, ông dùng từ cái demand, cái từ demand có nghĩa là chúng tôi là bắt buộc là không phải, nếu như mà demand có nghĩa là bạn phải mở lại cái chương trình này, tôi demand bạn. Hay là ví dụ như demand anh đi rửa xe cho em, cái đó gọi là demand. Ví dụ như mà mình hỏi, mình năng nỉ anh ơi rửa xe cho em được không, nhưng mà còn demand là anh đi rửa xe cho em, anh không rửa xe với em làm chết á. Ví dụ là vậy đó, là từ demand. Thì ông ta dùng cái từ ở trong đây là tôi sẽ demand Thượng viện sẽ thông qua cái chương trình này. Và một cái giờ sau đó, trong cái Twitter sau thì Rachel không có thấy cái giờ, thì ở đây ông ta nói là breaking news, chúng tôi vừa mới demand xong, vừa mới demanded ED là xong, và Thượng viện họ đã thông qua để mà kéo dài chương trình PPP này đến ngày 8 tây tháng 8 cho những cái cơ sở để có thể tiếp tục để nộp đơn và được nhận sự trợ giúp cần thiết này. Cho nên là khi mà Rachel tối qua vừa mới thấy, trời ơi, lúc đó là Rachel lên giường là cũng 1 giờ mấy nha. Khi mà mình thấy mình muốn bật dậy để mà mình làm video vậy, nhưng mà mình cũng muốn chồng mình nói mình khùng. Yeah, nhưng mà oh my gosh, you know. So đây là một cái điều mà Rachel mong muốn, và Rachel nghĩ rằng có rất là nhiều người mong muốn luôn, để mà cái chương trình PPP này được thông qua, để mà quý vị được nộp đơn. Cho nên là đây là một cái tin vui cho những ai mà chưa nộp đơn, muốn nộp đơn và không được nộp đơn, thì bây giờ là cái cơ hội cho quý vị đó. Mình chỉ cần chờ tổng thống ký nữa là xong thì cái chương trình này sẽ được mở lại ha. Cho nên rất là vui. Một cái suy nghĩ mình có ai suy nghĩ không là lỡ như mà tổng thống không ký thì sao, có bao giờ tổng thống không ký hay không? Thì đây Rachel muốn chia sẻ với tất cả mọi người, mình đi tìm cái thông tin này ở website của Thượng viện nhá. Thì nói về cái chữ ký của tổng thống, khi mà một cái đề nghị được pass qua, như quý vị thấy đây là presidential signature, là chữ ký của tổng thống, nó sẽ work như thế nào? Có nghĩa là khi mà một đề nghị được Thượng viện thông qua thì cái law, the proposed law pass, khi mà một cái đề nghị được thông qua từ Thượng viện thì cái chương trình này sẽ được mang đến tổng thống, và tổng thống có 10 ngày để ký hoặc là bỏ, ký hoặc là không ký nha. Thì tổng thống có quyền làm cái điều đó. Và khi mà tổng thống ủng hộ cho cái chương trình này và ông ta ký, thì cái chương trình này nó sẽ thành một cái luật và được tiến hành. Nhưng nếu mà ông ta từ bỏ, ông ta veto, có nghĩa là ông ta bỏ, thì cái bill này nó sẽ trở về ngược lại cho Hạ viện nơi mà nó đã bắt đầu. Và nhưng mà ở đây cái câu cuối này nè mới quan trọng. Normally có nghĩa là thường thường thì những cái bills, những cái đề nghị, những cái bills mà được đưa lên cho tổng thống để mà ký, cho dù ông ta ký hoặc là veto, thì trong vòng 10 ngày cái luật này nó sẽ trở thành một cái luật, một cái đề nghị này nó sẽ trở thành một cái luật với không có chữ ký của tổng thống. Có nghĩa là chữ ký của tổng thống là chỉ để cho hợp lệ cái hóa trình mà thôi. Nhưng mà thường thường thì những gì mà Thượng viện đã thông qua thì tổng thống sẽ ký. Vì nếu cho dù tổng thống không ký thì nó cũng sẽ trở thành luật. Thì nếu mà như vậy thì đâu có tổng thống nào mà không ký mà để cho mất lòng vân, đúng không ạ? Và đặc biệt nữa, ngay bây giờ là trong cái thời điểm mà đang muốn tranh cử và muốn giành cái số phiếu bầu của người dân, cho nên không có một người tổng thống nào mà trong cái lúc này cảm thấy người dân mình cần tiền còn quá nhiều, mà mình chỉ cần gia hạn thêm có 1 tháng thôi để làm cho mọi người vui, thì không có ai mà đi từ chối cả. Cho nên là cái chương trình này nó sẽ thông qua, và nhất định là cái chương trình PPP nó sẽ trở lại nha. Cho nên là những ai mà 1099 nè, những ai là chủ
mà cho dù mình có trả tiền nhân viên hoặc là mình không có nhân viên, mình chỉ trả 1099 không, mình đi khai thuế, mình có tờ giấy Schedule C như Rachel đã có chia sẻ trong những tuần vừa qua, thì quý vị hoàn toàn có thể nộp đơn cho cái chương trình PPP này. Và cái chương trình PPP này là một cái chương trình vay mượn của chính phủ, nhưng mà được một cái là mình 100% không cần phải trả lại khi mà mình làm đơn forgiveness, là mình làm đơn tha thứ cho cái món nợ này luôn, thì mình không cần phải trả lại. Vì thế cho nên là có nhiều người hỏi là tiền PPP có cần phải khai vào trong tiền thất nghiệp hay không, và có ảnh hưởng tới tiền thất nghiệp hay không. Thì một lần nữa, vì cái số tiền này nó là số tiền vay tiền mượn, thì đối với Rachel nghĩ rằng tiền vay tiền mượn thì quý vị không cần phải khai vào tiền thất nghiệp. Tại vì đâu có chỗ nào ở tiền thất nghiệp nó bắt buộc mình phải khai cái số tiền mình vay mượn vào trong cái weekly claim để mà quý vị vẫn nhận được tiền, đúng không? Cho nên là quý vị không có cần phải khai cái tiền PPP này vào trong cái tiền thất nghiệp nha quý vị nhé. Và xin chúc mừng những ai mà đã nhận được tiền rồi. Thì nói chung là cũng có một số người không được, nhưng mà cái số phần lớn là đa số được. Trong một tháng qua thì bên Rachel làm cho được hơn 250 cái hồ sơ đã thành công. Và cái trị giá cái số tiền là từ 2.000 đến 30.000. Cho nên rất là vui có để ở đây cho những ai mà muốn tìm hiểu thêm, là những ai có thể nộp đơn. Thì ở đây ghi rất là rõ luôn ha, là vì cái ảnh hưởng của Covid-19 cho nên là những ai mà có thể hưởng được cái chương trình này, là cái thứ nhất là tất cả những cái cơ sở thương mại mà dưới 500 nhân viên đổ xuống, và cái ô thứ hai là cái phần quan trọng là đa số nhiều người mà có Schedule C là ở đây nè, đó là sole proprietors, là những người tự làm chủ riêng cho mình, hoặc là tự mình có một cái cơ sở thương mại business, và cuối năm mình sau khi trừ khấu như Richard đã có chia sẻ thì mình còn lại là một không, thì cái số tiền mình còn lại đi khai thuế mình có tờ giấy 1040 và tờ giấy Schedule C là sole proprietors, hoặc là tự làm chủ riêng là 1099 nha. Thì những người này hoàn toàn có thể nộp đơn, là những non-profit organization có thể nộp đơn cho cái chương trình PPP này. Và có một cái trường hợp mà không thể nộp đơn luôn á, thì có người hỏi là tại sao anh lại không có được nộp đơn, là tại vì những ai mà có cơ sở thương mại nhưng mà cuối năm khi mà mình đi khai thuế, và cái người khai thuế của mình khai thuế cho mình trên cái tờ giấy gọi là 1120 hoặc là 1120S, có nghĩa là họ khai thuế cho mình theo cái dạng tập đoàn. Khi mà mình khai thuế theo cái dạng tập đoàn thì quý vị sẽ không có tờ giấy Schedule C, mà quý vị chỉ có tờ giấy Schedule K mà thôi. Thì khi mà mình có cái tập đoàn và khai thuế cái kiểu tập đoàn nhưng mà mình không có trả tiền lương cho nhân viên thì quý vị không có được hưởng cái này. Khi mà mình đọc thông tin á, thì người ta ghi là những ai mà không có Schedule C có tờ giấy Schedule K thì mình vẫn có thể nộp được, và họ có thể dựa vào cái hàng 14A trên Schedule K để mà duyệt cho quý vị theo là mình người chủ và cá nhân giống như Schedule C vậy. Nhưng mà theo kinh nghiệm làm hồ sơ trong một tháng qua thì những ai mà Schedule K của khai thuế cái loại tập đoàn 1120 á mà không có nhân viên đưa vô đánh rớt hết, đa số đánh rớt hết, chỉ có vài trường hợp được thoát thôi. Cho nên là Rachel cũng muốn chia sẻ cho quý vị luôn, để quý vị hiểu là những ai mà làm chủ trả tiền cho thợ của mình là 1099 nhưng mà cuối năm mình đi khai thuế cái dạng tập đoàn là 1120 thì quý vị không có được hưởng cái chương trình này, khi mình nộp thì bị rớt liền. Có thể là những chỗ khác có thể làm cho quý vị cứ đi thử đi, nhưng mà Rachel đã thử nhiều hồ sơ rồi, đưa vô là đã đánh rớt, cho nên mình không có muốn nhận những cái hồ sơ này nữa, thì cũng xin cáo lỗi cùng tất cả mọi người. Rồi một lần nữa thì Rachel muốn chia sẻ lại là cái loan details and forgiveness, là cái số tiền này là một cái chương trình loan, là chương trình vay mượn, nhưng mà hoàn toàn 100% có thể forgiveness, có nghĩa là được tha thứ nếu mà cái số tiền này mình xài đúng. Nếu mà mình có nhân viên thì mình phải trả tiền cho nhân viên là 60%, còn 40% còn lại mình trả tiền cho điện nước, ga, điện thoại, internet, vâng vâng, thì cái đó là mình xài đúng thì mình sẽ được tha thứ. Rồi những ai mà 1099
hoặc là tự làm chủ cho mình mà không có nhân viên, thì mình có một cái đặc ân nữa là cái số tiền này nó là cái số tiền nó thay thế income cho mình, nó gọi là owner income replacement. Cho nên quý vị hoàn toàn không cần phải trả cho một nhân viên nào hết, và số tiền đó là của mình. Vì cái số tiền đó là của mình cho nên quý vị muốn xài như thế nào thì quý vị xài nhá. Thì khi mà mình làm forgiveness á, cũng không có cần đòi hỏi giấy tờ để mà chứng minh là quý vị xài cho những gì. Có người hỏi em á, ô chị ơi, cái số tiền mà 1.000 grand của chương trình EITL hay là chương trình PPP này thì em phải xài như thế nào? Thì Rachel nói rồi là cái số tiền này mình trả lời cũng nói chung là có thể là nó hơi hài hước tí xíu. Nhưng mà thật sự nó là đúng luôn. Thì Rachel có chia sẻ thật sự đó, cái tiền này là tiền income replacement của em. Cho nên bây giờ em muốn lấy cái số tiền này em đi bao chai ăn, nó cũng không khe. Thật sự là vậy luôn. Như quý vị lấy cái số tiền này giờ đi mua lobster ăn đi, cái đó là chuyện của mình. Tại vì cái này nó thế cho mình giống như là cái income của mình, đúng không? Nhưng mà dĩ nhiên là trong giấy tờ nó sẽ không ghi, ô quý vị có thể là lấy tiền này đi ăn đu chai, ô quý vị có thể lấy cái tiền này là mua lobster. Thì dĩ nhiên không được. Thì người ta có ai viết như vậy. Nhưng mà mình suy luận ra cái này là tiền income của mình, và nó cũng không có bắt buộc là cái tiền income là quý vị phải xài cho cái gì. Thì nó rất là khó luôn. Giờ thí dụ đâu có chính phủ nào mà nó rảnh nó ngồi nó biết ô cái tiền này phải xài cho cái gì. Giờ tao quay lại nó, ô vậy tôi đi vô Victoria's Secret tôi mua áo ngực cái quần xì được không, thì ai mà trả lời được cái đó, đúng không? Cho nên nó là những cái gì mà income của mình thì ok, rồi income của mình muốn xài gì cái đó là chuyện của mình, không ai quan tâm nhé. Phần này là tâm sự bên lề một tí xíu, chỉ muốn hỏi thăm quý vị thôi là quý vị thích Rachel làm những cái video như vậy, hay là quý vị thích Rachel làm livestream. Tại vì livestream thì được một cái là mình có thể làm liên tục, có nghĩa là mỗi ngày, mỗi 2 ngày là mình có thể làm chia sẻ với quý vị. Nhưng mà dĩ nhiên khi mà mình livestream thì nó có những cái thứ nó bị không có hay bằng làm video như vậy. Mình không có thể đưa hình vô vân vân. Thì mình chỉ có thể là ngồi nói chuyện với mọi người thôi. Thì mọi người thích em làm cái video dày hay là livestream thì mọi người cho em biết nhé. Comment ở dưới đây. Thì dĩ nhiên là khi mà mình nghe tâm sự và cái feedback từ mọi người thì mình sẽ biết là quý vị thích cái nào hơn và cái gì hay để cho mình phát triển hơn, hoặc là những cái gì mà mình không hay, mình cần phải tiến bộ hơn, thì nó cũng sẽ giúp Rachel rất là nhiều. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đang xem và ủng hộ kênh YouTube của Rachel Quý trong những thời gian qua. Thì Rachel muốn trong sắp tới Rachel sẽ có những cái video hay để gửi đến cho quý vị. Cho nên những ai mà chưa có subscribe vào kênh YouTube của Rachel thì nhớ subscribe vào kênh YouTube của Rachel, để khi mình có những cái video ra thì quý vị là người đầu tiên để xem được cái video của Rachel nhé. Và bây giờ thì Rachel xin được chào tạm biệt. Bye.